Nga phản kích dữ dội vào tuyến tiếp tế huyết mạch của Ukraine. Chiến dịch phản công của Ukraine đối mặt thách thức lớn khi Nga ra đòn phản kích nhằm vào các tuyến tiếp tế huyết mạch của Kiev. Giới chức Ukraine cho biết lực lượng của họ đang phản công trong hoàn cảnh Nga chiếm ưu thế về cả pháo binh và không quân. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hana Malia ngày 14 tháng 6 cho biết hoạt động phản công của quân đội nước này trong 24 giờ qua chỉ thành công một phần, tốc độ tiến công tương đối chậm. Lực lượng Ukraine cùng lúc phải đối mặt với hệ thống bãi bỉn, chiến hào, hào chống tăng các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh của Nga. Cụ thể, quân đội Ukraine chỉ tiến công được 200-500m ở khu vực quanh thành phố Bakhmut ở miền Đông và khoảng 300-350m quanh vùng Zabrizia tại miền Nam. Quân đội của chúng ta đang di chuyển trong điều kiện các trận chiến cực kỳ khốc liệt, ưu thế về hàng không và pháo binh của đối phương, bà Malia chia sẻ trên Telegram. Mặt khác, bà khẳng định Nga cũng hứng chịu tổn thất nặng nề. Phương Tây cũng đưa ra đánh giá không mấy lạc quan về tình hình phản công của Ukraine. Cách tiếp cận cơ động và phòng thủ của Nga đang gây ra thách thức cho Ukraine gây tổn thất cho các lực lượng tấn công này, trong đó là tiến công của Ukraine lúc này tương đối chậm, tình hình rất khó khăn, họ đang phải đối phó với tuyến phòng thủ kiên cố mà nga chuẩn bị trong nhiều tháng. Guardian dẫn lời một quan chức phương tây giấu tên cho hay, theo giới chức phương tây, Ukraine buộc phải dựng làn đường đơn cho xe bọc thép vượt qua các bãi mìn để tiến tới phòng tuyến chính của nga, trong một số trường hợp có thể ở cách xa 20 km, điều đó khiến xe bọc thép của Ukraine dễ bị tấn công. Tuy nhiên, phương Tây bác thông tin của Nga rằng Ukraine đã mất tới 120 xe bọc thép. Đánh giá được đưa ra giữa lúc giao tranh khốc liệt đang diễn ra tại một số thành phố lớn của Ukraine. Rằng sáng 14 tháng 6, Nga tập kích tên lửa hành trình Kalib vào thành phố cảng Odessa, khiến một nhà kho, trung tâm thương mại, cơ sở giáo dục, nhà hàng và cửa hàng bốc cháy. Đây là một trong số các vụ tấn công của Moscow nhằm vào mục tiêu trên khắp Ukraine, khiến 13 người không qua khỏi, 24 người bị thương. Người phát ngôn Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraine Natalia Huemliuk chỉ ra rằng các cuộc tập kích gần đây của Nga có đặc điểm chung là nhắm tới mạng lưới hậu cần phục vụ chiến dịch phản công của Ukraine. Cuộc tập kích tên lửa vào Odessa dường như nhắm tới khu vực hỗ trợ hậu cần của quân đội Ukraine. Họ bắt đầu phản kích mạnh. Vụ tấn công tương tự cũng xảy ra trước đó tại Kryvyi Bà Humeniuk cho biết. Vị quan chức này giải thích thêm, đây là khu vực mà Nga coi là những nơi tập kết nguồn lực cho quân đội Ukraine. Họ tấn công Odessa. Họ tuyên bố tấn công các trung tâm ra quyết định của Ukraine. Ukraine được cho là bắt đầu chiến dịch phản công từ hôm 8 tháng 6 sau nhiều tháng đồn đoán quân đội Ukraine tuyên bố đã giành lại gần 100 km vuông lãnh thổ, đẩy lùi lực lượng Nga tại một số khu vực ở cả miền Đông và miền Nam. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga đã gây ra tổn thất ở mức thảm họa cho phía Ukraine. Theo các chuyên gia, chiến dịch phản công của Ukraine mới ở giai đoạn đầu và chủ yếu là các cuộc tấn công thăm dò điểm yếu trong hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga. Các nguồn thạo tin cho biết Ukraine mới chỉ triển khai khoảng 10% lực lượng dự bị cho cuộc phản công. Belarus nói Nga từng đề nghị Ukraine cho thuê Crimea. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Nga từng đề nghị Ukraine cho thuê giải hạn bán đảo Crimea khi Moscow và Kiev đàm phán với trung gian là Minsk. Theo RT, Tổng thống Lukashenko ngày 14 tháng 6 tiết lộ rằng Nga từng đề nghị bồi thường tài chính cho Ukraine về vấn đề Crimea khi hai quốc gia tham gia các cuộc đàm phán hòa bình do Minsk làm trung gian ông lukashenko cho biết tổng thống nga vladimir putin từng cho ông xem một dự thảo đề xuất đã được moscow và kiev tạm thời chấp nhận vào thời điểm đó ông lukashenko đánh giá đây là đề xuất tốt bao gồm một số điều khoản ukraine cho nga thuê giải hạn bán đảo crimea đó là đề xuất tốt nhưng phía ukraine đã không chấp nhận ông nói không nêu rõ thời điểm nga đưa ra đề xuất cũng như các điều khoản chi tiết liên quan tới crimea Belarus đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine trong nhiều năm, đồng thời tổ chức các cuộc đàm phán vào năm 2014 và 2015 dẫn đến việc ký kết thỏa thuận Minsk liên quan tới khu vực Donbass. Sau khi chiến sự giữa hai bên nổ ra vào năm ngoái, một số vòng đàm phán hòa bình đã được tổ chức ở Belarus, nhưng các cuộc đàm phán sau đó đã được tổ chức ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên tới nay, hai bên đã gián đoạn đàm phán và viễn cảnh hòa bình cho cuộc xung đột vẫn chưa rõ ràng. Trước khi Nga sát nhập Crimea sau một cuộc trưng cầu dân Ý vào năm 2014, Moscow đã trả cho Kiev một khoản tiền thuê hàng năm để sử dụng Sevastopol làm căn cứ của hạm đội Biển Đen. Thỏa thuận được gia hạn lần cuối vào năm 2010, khi Moscow đưa ra mức giảm giá khí đốt làm điều kiện. Sau khi tình trạng Crimea thay đổi, chính phủ Nga đã tuyên bố hiệp ước vô hiệu Belarus là một đồng minh thân cận của Nga và đã cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ cho chiến dịch quân sự chống lại Ukraine. Tuy nhiên, Belarus tuyên bố không điều quân tham gia trực tiếp vào hoạt động giao tranh giữa hai nước láng giềng. Vào tháng 3, Nga thông báo sẽ bố trí một số vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus theo yêu cầu của ông Lukashenko nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh từ phương Tây. Trong bài trả lời phỏng vấn, ông Lukashenko cho biết điều phương Tây lo ngại nhất là kịch bản xảy ra một cuộc xung đột quy mô lớn hoặc thậm chí là thảm họa hạt nhân. Ông khẳng định Minsk không muốn và cũng rất lo ngại kịch bản đó xảy ra, vì theo các chuyên gia, điều đó có thể dẫn tới thảm họa toàn cầu và hành tinh này có thể bị mất quỹ đạo nếu tất cả những vũ khí hạt nhân này phát nổ, ông cảnh báo. Theo ông Lukashenko, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị xâm chiếm lãnh thổ hoặc nếu xảy ra hành động đe dọa tới sự tồn tại của Nga. Theo ông, ngay cả khi xung đột ở Ukraine khép lại, phương Tây vẫn được xem là mối đe dọa chiến sự ở Ukraine rồi sẽ chấm dứt. Vì các điều kiện tiên quyết cho kịch bản đó đã được đặt ra, nhưng phương Tây sẽ tiếp tục tạo ra vô số vấn đề cho chúng tôi trong tương lai. Ông cáo buộc, cảnh báo nếu phương Tây vượt qua các làn danh, họ sẽ bị đáp trả. Nga đang mở cuộc phản công riêng để đánh chiếm lại các vùng lãnh thổ bị mất vào tay Ukraine. Nga đang tấn công trở lại miền nam Ukraine ở những khu vực Kiev tuyên bố đã giành lại, theo New York Times sau một tuần mất lãnh thổ cho quân đội Ukraine trong giai đoạn đầu mở cuộc phản công của Kiev. Các lực lượng Nga đã mở cuộc phản công của riêng họ vào hôm thứ Ba, ngày 13 tháng 6. Cuộc phản công tập trung vào khu vực mà Ukraine trước đó tuyên bố đã giành lại một số ngôi làng. Người Nga đã tấn công bằng hàng không và pháo binh, một phát ngôn viên của quân đội Ukraine cho biết. Một ngôi làng ở trung tâm của cuộc giao tranh Makarivska đã trở thành đống đổ nát do bị tấn công trong suốt cả ngày. Cuộc phản công của Nga diễn ra sau khi dòng bão tràn vào miền Nam Ukraine, làm địa hình trở nên lầy lội hơn và gây phức tạp cho hoạt động tác chiến của cả hai bên tham chiến. Ukraine đang trong giai đoạn đầu của chiến dịch phản công nhằm giành lại lãnh thổ bị Nga chiếm giữ ở phía nam đất nước. Sau khi tuyên bố đã chiếm lại một loạt làng nông nghiệp vào cuối tuần qua, quân đội Ukraine cho biết họ chỉ đạt được những thành tựu tối thiểu vào thứ Ba, ngày 13 tháng 6. Hiện các lực lượng Ukraine đang tiếp tục thăm dò hệ thống phòng thủ của Nga và đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga vào làng Makarivska. Ukraine đã tiến công ở ít nhất hai địa điểm thuộc miền nam Ukraine, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy họ đã chọc thủng được hệ thống phòng thủ dài đặc của Nga, bao gồm các bãi mìn, chiến hào cho bộ binh và hàng rào, bê tông để ngăn chặn xe tăng, theo New York Times. Quân đội Ukraine cũng được cho là không thể dễ dàng di chuyển các hệ thống vũ khí tinh vi hơn gắn trên xe vì sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm trước pháo binh Nga Điều đó khiến quân đội Ukraine đang tiến công dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc tấn công từ trên không của Nga. Cuộc phản công của Nga tại Makarivska đã cho thấy điều đó. Người phát ngôn của lực lượng quân sự miền Nam Ukraine, Valery Tsesen, cũng chia sẻ trên Facebook về cuộc phản công của Nga vào Makarivska. Ông Tsesen nói rằng, sau khi quân đội Ukraine tiến vào làng, Nga đã phản công bằng máy bay và đã cố gắng bắn một loạt đạn từ một trong những vũ khí thông thường mạnh nhất của Nga, bao gồm tên lửa nhiệt áp phát nổ với lực cực lớn. Ông Sosen cho biết lính thủy đánh bộ Ukraine vẫn đang cầm cự trong làng vào chiều thứ ba. Vladimir Progov, một quan chức do Nga bổ nhiệm ở miền nam Ukraine tiết lộ trên ứng dụng Telegram hôm thứ Ba rằng các máy bay trực thăng của Nga đã nhắm mục tiêu vào các binh sĩ Ukraine ở cùng khu vực gần thị trấn Velika, Novosiska thuộc vùng Donetsk, nơi Ukraine đã bắt đầu tấn công vào tuần trước. Ông Rogov viết, các cuộc phản công ban đêm của chúng tôi đã bắt đầu. Các blogger Nga cũng xác nhận vào đầu tuần này rằng Nga đã tiến hành các cuộc phản công trong cùng khu vực. Tuy nhiên, các cuộc giao tranh được cho là đang diễn ra chậm, phù hợp với những gì mà các nhà phân tích quân sự đánh giá vào giai đoạn đầu của cuộc phản công của Ukraine, theo New York Times. Ukraine được cho là đang tìm cách để luồn lách qua vùng đất do Nga chiếm đóng ở phía đông nam, nhưng vẫn chưa triển khai phần lớn lực lượng tinh nhuệ mà các đồng minh phương Tây đã huấn luyện và trang bị cho cuộc phản công. Nga đã xây dựng nhiều tuyến công sự trên vùng đồng bằng nơi Ukraine đang tấn công và đã giải mìn dày đặc trên mặt đất để ngăn chặn xe tăng và xe bọc thép Ukraine. Người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine Andriy Kovalev nói trên truyền hình hôm thứ Ba rằng các lực lượng Ukraine đã tiến được khoảng 500 đến 1.000 thước ở một số địa điểm ở phía Nam, mặc dù ông không nói rõ tên các địa danh này.